Điểm mạnh của con là con khá là vui vẻ, con hòa đồng và con có một chút nghệ thuật trong người, tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con. Ý là mẹ con hát hay, rồi con cũng biết hát và con cũng biết chơi đàn guitar. Con có cái điểm yếu gì không? Dạ có, con hơi trẻ con một xíu, hơi hay quên. Hay quên. Và con thỉnh thoảng con hơi mè nheo. Chiều cũng mệt lắm Tuấn nha. Dạ. Rồi Tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi. Về vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được, cũng thích hát, quét dọn này gì cũng làm được, không kể việc nhậu lớn gì ạ. Đến có việc là làm thôi. Dạ. Rồi. Còn khuyết điểm thì em thì kính hay quên và cũng hút thuốc, cũng bia rượu cũng một chút ạ. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình đơn phương ạ. Nhìn em rất là đẹp trai rồi là phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào? Dạ, vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người đúng thời điểm gì. Hay là tại em không thổ lộ, người ta không biết em yêu người ta? Thì em một ngại vấn đề đấy mà nhiều khi cái quan niệm nó cũng khác nhau nữa. Đơn phương mấy năm? Có 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng là thôi là dứt dạc luôn. Mẫu hình cái người đó như thế nào em nói chị nghe coi. Mép 55 trở lên. Đẹp thì vẻ đẹp thì nó nhiều lắm, không thể tả được. Nhưng mà em thích đẹp giống ai? Để chị coi, chị coi bên đàn gái chị giống ai nè. Tại vì bên đàn gái chị đẹp quá, cho nên chị... Trời ơi, khen nhà gái dễ sợ luôn ta. Trời ơi, bên nhà gái tôi coi lần này là kêu bằng á, là có 11 điểm nè, tôi cho 11 điểm đó. Dữ vậy đó hả? Thì đó. Đâu nói nghe coi nè. Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn. Giờ mẫu người thì nó như chị Mỹ Tâm ạ. Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm. Đàn hát tôi nghe có giống Mỹ Tâm không? Tôi qua tôi coi mặt. Quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm. Tóc nhiều, nâu môi trầm gì đó. Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm. Con hát đi con. Tôi tưởng tượng thế này nhá. Sao tưởng tượng? Cái giọng rất là nhõng nhẽo, dễ thương. Đôi mắt to, tròn. Có cái mái tóc xả xả giống như Mỹ Tâm hát ngang mắt lên nè. Cô ấy cài một cái trâm trên đầu, cài cái vòng gì đó, băng đô. À băng đô. Cái trâm ở đâu ra? Một cô gái mặc áo trắng như sinh viên. Trời ơi. Hát nhẹ nhàng. Trời ơi. Đấy tôi cảm nhận như thế. Trời ơi, Linh ơi, Linh đi làm thầy bói được rồi. Hả? Linh đi làm thầy bói được quá rồi. Coi. Trời ơi. Y chang luôn đấy chứ. Chào chú Linh. Nè tóc dày ơi. Nè băng đô nè, mặc đồ trắng nè. Đó, mắt to nè. Dễ cưng lắm đó. Nhưng lý do sao không có người yêu chú không tin nữa. Từ lúc con trưởng thành tới giờ con có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? 4 năm ạ. Ngắn nhất? 1 năm thôi. Vậy là cũng yêu nhiều rồi đó. Yêu 5 năm rồi đó. Dạ con, tại vì tính cách con là khá chung thủy. Yêu ai yêu cả một đời. Đó hả con à? Đừng mệt quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ. Dễ thương quá. Nhà trai... Được rồi. Bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó. Cuồng. Có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào? Trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi. Suy duy nhất thôi. Đúng. Đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con, giống như chú Quỳnh Linh. Em khẳng định cái giống của anh. Giống anh Linh là chung thủy. Chung thủy. Ông có chung thủy không? Thì mình sống nhau gần 20 năm nay. Cả nước đều biết mình thế nào mà vớ. Thì đó, thì ông khẳng định đi trên sóng. Mình không dám khẳng định nhưng mà thôi, để mọi người đánh giá đi ha. Rồi. Nói chung là cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu. Em cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. Linh cao 1m nhiêu? Bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau có độ tương thích đáng kể luôn coi. Đúng không? Thử coi đứng thôi. Yes, bằng easy luôn nè. Nó đẹp trai hơn Linh chút. Không, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Ngồi đó đi. Cô có thể nói với con rằng cái người bên đây tương thích với chú Quyền Linh cỡ chừng khoảng cũng 70-80% đó. Còn cái việc 20% còn lại là do con phải tự tìm hiểu. Và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra. Rồi hôm nay con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. À mẹ đâu? Mẹ con đây. Đâu mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Ôi, cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ, tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. Bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người dạ, ơi đúng có không? Có sao nói vậy. Nó nhiều khi ba mẹ la rầy
nhưng mà khóc, nhưng mà chút xíu nữa là lại về ra xin lỗi mẹ, xin lỗi ba đó, đúng rồi, là thương ở chỗ đó đó. Cho nên bé không có biết giận ai đâu. Còn với cái đối với bạn trai bên này á, thì mẹ thấy là cũng chừng chạc, cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi, vâng, rồi để tìm hiểu. Vậy là cảm nhận ban đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không? Mẹ coi cũng... như cho cơ hội ha. Rồi rồi. Rồi cảm ơn mẹ. Rồi nhà trai đi với ai Tuấn? Anh em có một mình nhà em ạ. Rồi thôi được rồi. Anh em nhờ anh Quỳnh Linh đại diện ạ. Đừng lo lắng gì cả, cố gắng chinh phục cô gái làm sao cô ấy bấm nút là được. Vâng. Quan trọng là do em thôi nha. Chứng minh bản lĩnh của mình, mạnh mẽ lên. Nào, mở rào. Chào em. Chào em. Em có món quà tặng em. Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi, hôm nay chờ đến ngày hôm nay tặng cho em. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng anh một cái cây, nó tên là May Mắn ạ. Dạ thì nó mang một ý nghĩa, đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn. Nói chung là may mắn thì mới gặp được em. Cảm ơn anh. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm. Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều, nên là cũng thích người điềm đạm. Anh thích con gái hài hước, nói nhiều lắm. Trước mà chưa mở rào ra, anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Ừ, anh thích âm nhạc lắm. Mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ. Dạ. Em rất dịu dàng, giọng nói dễ thương, mỗi người cũng tuyệt vời luôn. Quan điểm của em thì cũng khá đơn giản, chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em, có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái đó anh biết mà. Về quan niệm về tình yêu của anh thì trước tiên là cái niềm tin. Dạ. Nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau, không hạnh phúc được. Bây giờ Tuấn, hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy, hát một bài hát nào đó. Anh xin phép nắm tay em và anh tặng em một đoạn điệp khúc của bài Nắm Lấy Tay Anh. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay, hay nha, hai đứa nào hát cũng hay nghe. Hay à. Ồ. Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời, chứ không phải đến cho chuyện chơi. Mong em hiểu như vậy. Và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau. Em cũng muốn tìm một cái người hiểu em. Trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được? Tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy. Rồi, để ghế. Không, được rồi đó. Để tay trái vào nút bấm. Phải sống thật với con tim ngay trong lúc này. Nếu cảm giác trái tim mình rung động, bấm ngay cái nút đó. Hồi hộp quá rồi nè. Nhắm mắt lại. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau và xin phép bác gái. Dạ, con xin phép mấy gái, con cho phép con em đây được tìm hiểu nhau một thời gian, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng. Bẻ cái tay người ta hơi đau, xuyên tay vào như này, có nó nhẹ nhàng, mà nó quý quá, nó rung quá, nó bẻ tôi nói vậy mà bé kia nó cũng chịu nữa, cô gái. À. Rồi bây giờ xin phép mẹ luôn là cho hôn vào má của bạn gái, giống như đặt cọc vậy đó. Dạ con xin phép bác cho con hôn. Xin phép em luôn đó. Một cái hành động rất nhẹ nhàng mà chú thích điều này đó con. Đưa nhẹ cái má qua cái. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn.